Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì Bộ đã công bố cái đề gọi là tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái đề thi mà cấu trúc rất là đầy đủ, chứ không phải là như cái đề học kỳ mà các bạn ôn đâu. Cấu trúc đề thi của chúng ta gồm những phần mà các bạn chưa được học nữa. Cấu trúc đề thi của chúng ta bao gồm cả kiến thức lớp 11 và kiến thức lớp 12, và không có thi lớp 10. Các bạn lưu ý rằng là không thi lớp 10 nhá. Đấy. Thế thì ở đây thì từ đầu. Nói từ đầu Rồi, từ đầu. à? Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu được Bộ công bố cái đề tham khảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì chúng ta đã nhìn được cái mặt mũi của cái đề này như thế nào. Qua cái đề này thì chúng ta sẽ nắm được cái cấu trúc của đề thi, gồm bao nhiêu phần trăm kiến thức lớp 10, 11, 12, độ khó dễ như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái đề Trung học phổ thông quốc gia 2019 của chúng ta không có lớp 10, chỉ có lớp 11 và lớp 12 mà thôi. Đấy, và lớp 11 chiếm 10%, ít hơn so với đề thi năm trước. Lớp 12 của chúng ta thì tăng lên thành 90%. Đấy, tức là chủ yếu lớp 12. Đấy, kiến thức lớp 10 là không có, kiến thức lớp 11 là 10%, 4 câu, các em nhớ như thế nhá. Thế thì bây giờ thì cái định hướng ôn tập tiếp theo chúng ta là như thế nào? Dĩ nhiên là cũng chẳng có gì thay đổi cả, đúng không? Bởi vì chúng ta cũng chưa học xong kiến thức lớp 12. Thế nên là bạn nào đang học thì cứ tiếp tục học đi, cứ theo cái lộ trình của mình. Và sau đó khi mà hoàn thành xong chương trình, hoàn thành xong cái chương trình lớp 12 thì chúng ta chuyển tới lớp 11. Và nội dung kiến thức lớp 11 thì các bạn chỉ ôn những cái nội dung rất dễ thôi. 4 câu trong cái đề thi tham khảo của chúng ta ở đây, các bạn có thể thấy nó thuộc phần lớp 11 đấy, rất là dễ, không có khó khăn gì cả. Thế nên chúng ta ôn phần lớp 11 thật cơ bản thôi, đừng đi sâu vào những phần khó, dạng khó. Được chưa nhỉ? Đấy, còn lớp 12 thì các bạn ôn một cách bình thường, cả dễ cả khó. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần chữa cái đề tham khảo này. Và thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ chữa thật là nhanh để các bạn tiện theo dõi nhá. Thế bây giờ thầy bắt đầu chữa này. Chúng ta vào câu số 1. Câu số 1 thì chắc các bạn đều có thể làm được, đúng không? Các bạn chọn phương án nào? Bài cho chúng ta như sau. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng a cos của omega t cộng phi. A lớn hơn 0, omega lớn hơn 0 để đảm bảo rằng a có nghĩa là biên độ, omega có nghĩa rằng là tần số góc. Bài hỏi chúng ta là pha của dao động ở thời điểm t là pha của dao động ở thời điểm t là gì? Đó là cái bộ phận đằng sau hàm cos, nhớ cho thầy là như vậy, chứ không phải là cái phi này đâu, nhớ chưa? Phi này là pha ban đầu, pha tại thời điểm t bằng 0. Đấy, thế nên các bạn nhớ cho thầy, toàn bộ cái bộ phận đằng sau hàm cos của chúng ta chính là pha dao động tại thời điểm t. Chúng ta chọn gì? Chọn C ở câu số 1. Được chưa? Chúng ta đến với câu số 2. Chúng ta có đề bài như sau. Một con lắc lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa theo trục OX nằm ngang. Khi vật ở vị trí có ly độ X thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là. Chúng ta nhớ rằng là lực kéo về và ly độ X của chúng ta là hai đại lượng dao động ngược pha với nhau, đúng không? Và đối với con lắc dao động nói chung thì F kéo về của chúng ta có giá trị là bằng trừ MA. A thì lại bằng omega. F bằng gì? M nhân A. Mà A thì bằng trừ omega bình nhân x. Thế nên F của chúng ta bằng trừ M nhân với omega bình nhân với x. Thế mà đây là con lắc lò xo, thế nên là chúng ta có lực kéo về F của chúng ta bằng trừ K nhân x. Đối với con lắc lò xo thì M nhân omega bình chính là K, các bạn đều biết cả, đúng không nhỉ? Rồi, vậy thì chúng ta đã có đáp án của câu số 2, chúng ta chọn là A. Và chắc hẳn là nhiều bạn cũng làm. Bài cho chúng ta, đây là một câu về sóng cơ. Bài cho chúng ta một sóng cơ hình sin truyền theo trục OX. Phương trình dao động của một phần tử trên OX là U bằng 2 cos của 10T. Bài hỏi chúng ta biên độ sóng là
Biên độ sóng của chúng ta ở đây chính là 2 mm, rất là dễ, không có gì để bàn đây cả. Câu cho điểm đúng không? Tất cả những cái câu phần đầu là cho điểm, 12 câu đầu tiên là những cái câu người ta gọi là nhận biết, đúng không? Nhận biết tức là chúng ta nhìn là chúng ta chọn đáp án, rất là dễ. Chúng ta đến với câu số 4. Bài hỏi chúng ta độ cao của âm là đặc trưng sinh lý, gắn liền với đại lượng nào? Gắn liền với cái đại lượng đặc trưng vật lý nào của âm? À, đó chính là tần số của âm. Đấy, khi mà thầy đọc các cái nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đố, đúng không? Có nghĩa rằng là chúng ta đang đọc theo cái thứ tự độ cao tăng dần lên, tần số tăng dần của chúng ta là A. Câu 5 của chúng ta ở đây là gì? Cũng rất dễ. À, câu 5 của chúng ta ở đây, bài hỏi rất dễ thôi. Cho một cái điện áp U bằng 120 cốt của 100 PT cộng pi/2 có giá trị cực đại là, giá trị cực đại chính là biên thôi, biên của cái đại lượng U này thôi. Bao nhiêu đấy? Bộ phận đằng trước hàm cốt 120B. Được chưa nhỉ? Câu 6. Một câu về máy biến áp. Bài cho chúng ta đó là cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1. Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng hệ thức đúng là dĩ nhiên là U1 chia U2 bằng N1 chia cho N2. Đúng không nhỉ? Rất là đơn giản. Câu 6 chúng ta chọn là D. Câu 7 nào? Câu 7 là một câu thuộc chuyên đề. Chuyên đề gì nhỉ? Đó là chuyên đề dao động và sóng điện từ, đúng không? Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản, không có bộ phận nào sau đây, nhớ là không có nhá. Và đây là máy gì? Máy phát thanh. Đấy. Các bạn chưa nhìn thấy đúng không? Rồi. Rồi. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến không có bộ phận nào sau đây. Máy phát thanh của chúng ta thì gồm những bộ phận nào các em? Dĩ nhiên là đầu tiên phải có cái mic để cho cái chị phát thanh viên chị nói vào, đúng không? Đấy, cái micro là chắc chắn có rồi. Sau đó là nó sẽ đến những cái mạch khuếch đại. Đúng không nhỉ? Rồi rồi chúng ta phải trộn sóng, rồi chúng ta phát ra anten. Và cái bộ phận mà không có đó chính là mạch tách sóng. Chúng ta nhớ là cái mạch tách sóng này nó chỉ có trong gì thôi? Nó chỉ có trong máy thu thanh. Hiểu chưa nhỉ? Đấy. Nhớ nhá, máy phát thanh của chúng ta không có mạch tách sóng. Mạch tách sóng chỉ trong máy thu thanh có mà thôi. Câu 8. Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra. A. Chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó. B. Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó. C. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó và nhiệt độ của vật đó. Thì các bạn nhớ đây là đặc điểm của quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục của vật rắn của chúng ta ấy, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Tức là cục sắt, cục đồng bản chất là khác nhau, nhưng mà ở cùng nhiệt độ thì phát ra quang phổ liên tục là như nhau, đúng không? Nhớ là quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó, tức là chúng ta chọn C. Đấy. Câu 7 chúng ta chọn A, câu 8 chúng ta chọn C. Câu 9. Bài hỏi chúng ta là về câu số 9. Bài hỏi chúng ta là về tia X. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tia X là dòng hạt mang điện. Chúng ta nhớ là tia X là cái tia mà ông Röntgen phát hiện ra, thế nên cái tia này đôi khi còn gọi là tia Röntgen. Và khi Röntgen phát hiện ra thì ông không biết tia này là tia gì, và ông ấy đặt tên đó là X gì, tức là rất là bí ẩn, đúng không? Và nhớ rằng tia X của chúng ta về sau không phải là Röntgen tìm ra được bản chất của tia X đâu. Ông Röntgen ông chỉ phát hiện ra tia X thôi, còn cái người mà phát hiện ra bản chất của tia X là sóng điện từ là người khác, để cho nhỉ, là người khác chứ không phải là Röntgen. Và chúng ta nhớ rằng tia X của chúng ta là sóng điện từ, thế nên không thể là dòng hạt mang điện được. Đấy, do đó mà chúng ta sẽ gạch phương án A đi. B. Tia X không có khả năng đâm xuyên. Sai. Tia X của chúng ta có khả năng đâm xuyên.
Tại sao lại có khả năng đâm xuyên? Bởi vì rằng là chúng ta mà bị gãy xương ấy, gãy xương thì chúng ta sẽ phải đi chụp X quang, đúng không? Chụp X quang là người ta sẽ chụp cái xương của chúng ta bị gãy. Tức là cái tia X này nó phải xuyên qua các cái mô của chúng ta, cái mô tế bào của chúng ta để mà tới xương và bị xương nó hấp thụ. Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy, nó không truyền được qua xương nhưng mà truyền được qua thịt của chúng ta, tức là nó có khả năng đâm xuyên. Đấy, vậy thì các bạn nhớ rằng là ở đây chúng ta thấy rằng là TX, TX là có khả năng đâm xuyên. Đấy. B sai. C, TX có bản chất của sóng điện từ khoanh luôn. TX của chúng ta là sóng điện từ. TX không truyền được trong chân không. Bản chất của sóng điện từ, đặc điểm của sóng điện từ đó là truyền được trong chân không. Mà nó truyền trong chân không với tốc độ là lớn nhất trong tự nhiên. 3 x 10 mũ 8 m trên giây. Đúng không? Rồi, chúng ta đến với câu số 10. Chúng ta đến với câu số 10. Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu tràm. Đấy. Ánh sáng kích thích gây nên hiện tượng phát quang này là ánh sáng nào? Thì chúng ta nhớ như thế này, đó là cái ánh sáng kích thích của chúng ta gọi là lambda kích thích. Bước sóng của nó, ánh sáng phát quang chúng ta gọi có bước sóng là lambda phát quang. Đúng không? Thì cái năng lượng photon của ánh sáng kích thích luôn lớn hơn năng lượng photon của ánh sáng phát quang, thế nên là bước sóng của ánh sáng phát quang là dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Các bạn phải học đến chuyên đề sóng ánh sáng thì chúng ta mới biết được điều này. Và câu này là thuộc hiện tượng quang phát quang, tức là thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng nhá. Thì các bạn sẽ được biết điều này. Thì ở đây chúng ta thấy là bước sóng ánh sáng phát quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Do đó mà chúng ta thấy rằng là cái ánh sáng phát quang này là màu tràm. Đúng không? Màu tràm. Thế thì cái bước sóng ánh sáng kích thích của chúng ta phải nhỏ hơn bước sóng của màu tràm. Và chúng ta đọc giảm dần, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đúng không? Có nghĩa là phải sau tràm. Vậy thì sau tràm chỉ có tím thôi. Và chúng ta chọn C. Được chưa nhỉ? Câu 10 của chúng ta là C. Chúng ta đến với câu số 11. Một câu về hạt nhân. Hạt nhân urani hấp thụ một hạt neutron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là phản ứng có tên gọi là gì? Thì đây là lý thuyết thôi. Chúng ta gọi đây là phản ứng phân hạch. Đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta chọn 11 là C, phản ứng phân hạch. Phản ứng này là sử dụng để mà trong các cái lò máy điện hạt nhân, Việt Nam chưa có đâu, trong các quả bom nguyên tử, vân vân. Rất là nguy hiểm, đúng không nhỉ? Rồi thì đấy là câu số 11. Câu số 12. Câu số 12, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Cho các tia phóng xạ alpha, beta cộng, beta trừ, gamma, tia nào có bản chất là sóng điện từ? Dĩ nhiên là tia gamma. Tia alpha là tia dòng hạt nhân heli 24, có nghĩa rằng nó không phải sóng điện tử, nó là dòng hạt thực sự. Tia beta trừ là dòng hạt electron, đúng không? Dòng điện tử của chúng ta không phải là sóng điện tử. Tia beta cộng là dòng hạt positron, tức là phản electron. Tất cả ba cái tia ban đầu này, alpha, beta cộng, beta trừ này này, là những cái dòng hạt thực sự. Còn tia gamma chúng ta có bản chất là sóng điện tử. Được chưa? Rồi, chúng ta đã chữa xong 12 câu đầu tiên. Rồi, chúng ta đến với câu số 13. Câu số 13, một câu thuộc kiến thức lớp 11. Đấy, mãi chúng ta mới kiếm được một câu 3 của chúng ta ở đây chọn là gì? Người ta cho chúng ta đó là hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là R, thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách bây giờ tăng lên 3 lần, tức là 3R, thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ rằng lực tương tác tính điện, hay còn gọi là lực Coulomb, nó tỷ lệ với 1 chia cho R bình. Công thức chính xác là F bằng K Q1 Q2 trị tuyệt đối chia cho R bình phương. Thế mà Q1, Q2 của chúng ta ở đây là đang xét không có thay đổi. Thế nên F của chúng ta tỷ lệ với 1 chia R bình phương. Hay nói khác là F của chúng ta tỷ lệ nghịch với R bình phương. Vậy thì khi R của chúng ta tăng lên 3 lần, thì lực tương tác tĩnh điện của chúng ta sẽ bị giảm đi 9 lần, đúng không?
Và chúng ta chọn phương án đó là A. Chúng ta đến với câu số 14. À, bài cho chúng ta về cũng là câu lớp 11, hai câu lớp 11 liên tiếp. Đây là một câu thuộc chuyên đề đó là cảm ứng điện từ lớp 11. Bạn học lớp 11 rồi thì dĩ nhiên các bạn ở đây học lớp 11 hết rồi thì phải làm được những câu như thế này. Bài cho chúng ta như sau, một cuộn cảm có độ tự cảm là 0,2 Henry, tức là L. Đúng không? Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ Y xuống 0 trong khoảng thời gian 0,05 giây thì xuất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm đó có độ lớn là 8V. Bài hỏi giá trị của Y là, chúng ta chỉ cần nhớ công thức thôi. E cảm ứng bằng gì? E cảm ứng bằng L nhân với gì? Delta Y chia cho delta T. Đấy. Thì đây là công thức chúng ta được học, chúng ta đã nói về độ lớn hết nhá. E cảm ứng xuất hiện trên cuộn cảm của chúng ta, người ta cho bằng 8. Đấy, thằng này là bằng 8 này. L là cho bằng 0,2. Đúng không? Delta Y tức là Y sau trừ Y trước, lấy độ lớn, tức là 0 trừ đi Y, ra trừ Y lấy độ lớn tính là Y, đúng không? Delta Y này chúng ta chính là Y cần tìm. Delta T của chúng ta bằng 0,05 giây. Đấy, người ta cho rồi. 0,05 giây. Đấy, vậy thì Y của chúng ta ở đây sẽ là bằng 8 chia 0,2 và nhân với 0,05, chúng ta ấn máy tính ra là xong. 8 chia cho 0,2, đúng không? Nhân với 0,05. Và chúng ta ra là bằng 2A. Câu 14 chúng ta chọn là C. Câu 15 của chúng ta là một câu thuộc chuyên đề dao động cơ nhưng mà rất là dễ. Bài cho chúng ta phương trình ly độ dài của con lắc đơn rồi. Yêu cầu chúng ta xác định tần số dao động. Nhớ là tần số chứ không phải tần số góc nhé. Tần số là cái thừa số nhân vào T. Thừa số nhân vào T này là omega này. Là tần số góc. Cái tần số là F đúng không? F bằng omega chia cho 2pi. Và đây ra là 1 Hz đúng không? 15 của chúng ta là A. 16. Nào. Rồi các bạn nhìn câu 16 cho thầy. Đây là một câu liên quan tới sóng dừng. Bài cho chúng ta một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng là 30 cm. Khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là bao nhiêu? Chúng ta biết rằng khoảng cách của hai bụng sóng liên tiếp là lambda trên 2. Hai nút sóng liên tiếp là lambda trên 2. Mà nút bụng thì xen kẽ nhau. Thế nên khoảng cách của một nút đến một bụng là lambda 50 chia cho 4 bằng 7,5 cm. Đáp án chúng ta chọn ở đây là C, câu số 16, đúng không? Chúng ta đến với câu số 17. Bài đặt một cái điện áp U bằng 200 cốt của 100 PT V vào hai đầu đoạn mạch gồm R và cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong mạch có cộng hưởng điện. Bài hỏi chúng ta là cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ rằng khi có cộng hưởng thì Z của chúng ta bằng R, vậy thì Y của chúng ta bằng U chia cho R. U này U hiệu dụng nhá, hiệu dụng của chúng ta đây không phải bằng 200 đâu mà chỉ là bằng 100 căn 2 thôi. Chia cho 100. Đấy, và chúng ta chọn là căn 2. Câu 17 của chúng ta chọn là gì? Câu 17 chúng ta chọn là B. Câu 18. Cho một dòng điện có cường độ Y bằng 2 cốt của 100 PT A chạy qua một đoạn mạch chỉ có điện trở 100 Ω. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu? Ở xong P bằng Y hiệu dụng bình phương nhân với điện trở. Đấy, công thức của chúng ta là như vậy. Đúng không nhỉ? Vậy thì câu 18 chúng ta chọn là gì? Chúng ta thế số vào. Y hiệu dụng ở đây bằng bao nhiêu? Bằng căn 2 nhé. Căn 2 bình phương là bằng 2 nhân với R. R bằng 100. Vậy thì chúng ta chọn ở đây là bằng 200. Câu 18 chúng ta chọn là A. Câu 19. Bài cho chúng ta đó là một mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do.
biểu thức điện tích của một bản của tụ điện trong mạch là Q bằng 6 căn 2 cốt của 10 ngũ 6 PT microcoulomb, đúng không? T tính bằng giây, ở thời điểm T bằng 2,5 nhân 10 trừ 7 giây thì giá trị của Q bằng, chúng ta tính pha dao động của Q ra tại thời điểm 2,10 trừ 7 giây này, chúng ta sẽ có đó là 10 mũ 6 này. Chúng ta nhân với thời điểm 2,5 nhân 10 ngũ trừ 7. À, pha dao động của Q ở thời điểm này, phi Q tại thời điểm này, chúng ta tính ra bằng pi trên 4. À, có nghĩa rằng Q của chúng ta nó đang bằng Q0 căn 2 trên 2 và đang giảm, đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên là câu hỏi này nó dễ, chúng ta thấy rằng là không cần xác định giảm hay tăng, đúng không? Đấy, với pha như này thì Q của chúng ta bằng Q0 tức là 6 căn 2 căn 2 chia 2, nhân căn 2 vào là ra 12 chia 2 thì ra 6, đúng không? Đáp án của chúng ta là B. Câu 20. Một bức xạ đơn sắc có tần số là 3 nhân 10 ngũ 14 Hz thì đây là bức xạ nào? Thì thường chúng ta thuộc theo bảng của tần số, không phải thuộc theo bảng tần số mà chúng ta thuộc theo bảng của bước sóng. Thế nên là các bạn tính bước sóng ra. Bước sóng của chúng ta thì bằng C chia cho F, đúng không? Các bạn lấy 3 nhân với 10 ngũ 8 đấy, chia cho 3 nhân 10 ngũ 14 bằng 10 ngũ trừ 6 mét, tức là bao nhiêu? 1 micromet, đúng không? 1 micromet là cái gì? Thì đây là hồng ngoại. Chúng ta nhớ là ánh sáng nhìn thấy từ đỏ cho tới tím của chúng ta là nằm trong khoảng từ 0,38 micromet tới 0,76 micromet, tức là chưa đến 1 micromet đâu. Trên 1 micromet của chúng ta chính là hồng ngoại rồi. Vậy đáp án này của chúng ta chọn là B. Câu 20 chúng ta chọn là B, đúng không? Thầy ăn đúng chưa nhỉ? 3 x 10 ngũ 8 này chia cho 3 x 10 ngũ 14 đấy, ra 10 ngũ trừ 6, đúng không? 10 trừ 6 là micromet, tức là 1 micromet đấy, 0,38 cho đến 0,76 micromet mà. Đấy, vậy thì đây chúng ta chọn là bức xạ hồng ngoại nhé. Các bạn đã làm được chưa? Thôi chết. À, các bạn thông cảm này, cái vấn đề ở đây là live stream, thế nên là nhiều khi là thầy cứ... Các bạn thông cảm nhé, các bạn nhìn lại đi. Thầy vừa nói đến câu bao nhiêu thì thầy không kéo nhỉ? À, đấy, thầy nói lại hình như là vừa xong từ cái câu bao nhiêu ấy. Đấy, thì cái câu số 19 này là thầy tính pha dao động của Q ra này ở thời điểm T bằng pi trên 4 rồi, chúng ta thấy nó dễ lắm, đúng không? Thì đáp án của chúng ta ra là B này. Câu 20 thì chúng ta đi tính bước sóng qua công thức là C chia cho F này. Để tính được bước sóng, qua bước sóng thì chúng ta thấy rằng là nó là ánh sáng nhìn, nó là ánh sáng hồng ngoại đấy. Bước sóng lớn hơn đỏ mà. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Rồi, thầy sẽ chú ý hơn. Được chưa nhỉ? Rồi, đây là chúng ta đến với câu 21. Câu 21 này là câu thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng. Bài cho chúng ta công thoát electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Đấy, giới hạn quang điện của kẽm là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Thầy dùng nháp nha. Nháp ở đây sợ là phần này sẽ rối hơn, đúng không? Thầy dùng nháp này. Đó, nháp. Rồi, thế ở đây các bạn nhìn thấy câu 21 đi. Giới hạn quang điện của kẽm chúng ta ký hiệu chữ lambda 0. Nó luôn bằng HC chia cho công thoát. Đấy. HC thì các bạn nhớ cho thầy cái tích này ấy. Thầy luôn có yêu cầu các em phải nhớ đó là 1,9875 nhân với 10 ngũ trừ 25. Còn bạn nào không thích thì nhân H, nhân C người ta cho cũng được. Tuy nhiên là chúng ta nhớ cái tích này thì đỡ phải ấn máy tính cho nó mệt. Cái tích này rất dễ nhớ. Và khi học đến chuyên đề lượng tử ánh sáng thì thầy đều yêu cầu các bạn nhớ thằng này hết. A của chúng ta là công thoát nhưng phải tính bằng Joule.
đúng không? Thì người ta lại cho chúng ta A ở đây đang bằng bao nhiêu đấy? 3,55 eV. eV là đơn vị chưa có chuẩn đâu, chúng ta phải đổi ra joule. Thì chúng ta có 3,55. 1 eV là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Chúng ta nhân vào. Được chưa? Và chúng ta ấn máy tính là xong luôn. 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho 3,55 chia cho 1. Đấy, và chúng ta ra xấp xỉ là 0,35 micromet. Xấp xỉ 0,35 micromet, được không nhỉ? Rồi, chúng ta có đáp án đây, chúng ta chọn là A. 21A. Rồi, chúng ta đến với câu số 22. Vẫn là một câu thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng, và đây là mẫu nguyên tử bo. Bài hỏi chúng ta là xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng trừ 3,4 eV sang trạng thái dừng có năng lượng trừ 13,6 eV thì nó phát ra một photon có năng lượng là năng lượng của nguyên tử chúng ta phải âm để đảm bảo rằng là nguyên tử chúng ta không bao giờ bị ion hóa, tức là electron luôn bị giữ bởi hạt nhân. Cái này thì các bạn sẽ đến chuyên đề thuyết lượng tử ánh sáng sẽ biết, sẽ được thầy giảng lại về phần này nhé. Bây giờ các bạn nhớ như thế. Thế thì ở đây người ta hỏi là phát ra photon năng lượng bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần lấy hiệu hai cái mức năng lượng là trừ đi nhau là xong, đúng không? Ấn máy tính một cách đơn giản, đó là 13,6 trừ đi 13,6 trừ đi 3,4. Lấy thằng to trừ thằng nhỏ, chả cần quan tâm gì cả. Và ra 10,2 eV. Năng lượng photon không thể âm được mà, thế nên các bạn lấy thằng to trừ thằng nhỏ. Rồi, chúng ta đến với câu số 23. Bài cho chúng ta một hạt nhân có độ hụt khối 0,21 U. Lấy 1 U bằng 931,5 mEV chia cho C bình. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là chúng ta thấy rằng ở đây người ta hỏi về một câu thuộc chuyên đề hạt nhân nguyên tử và nói về cái sự liên kết của hạt nhân. Thì nhớ cho thầy công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân, chúng ta ký hiệu bằng delta E sẽ là bằng delta M, tức là độ hụt khối, nhân với C bình. Đây là dạng hình thức thôi, bởi vì delta M thì người ta thường tính bằng cái đơn vị là U, đúng không? Mà 1 U thì bằng 931,5 mEV chia C bình. Thế nên là cái dạng tính toán của chúng ta ấy sẽ là lấy delta M tính bằng U 0,21 nhân với 931,5. Đấy, lấy hai cái số liệu người ta cho đây này. Đấy là chúng ta nhân vào nhau là chúng ta sẽ có được năng lượng liên kết tính bằng mEV. Đây, nhớ này, năng lượng liên kết tính bằng cái này, mEV. Được chưa nhỉ? Chúng ta ấn máy tính thôi, 0,021 nhân với 931,5, và chúng ta ra là bằng 195,6. 195,615. Chúng ta chọn đáp án ở đây là A. Được chưa nhỉ? Các bạn nhìn cho thầy câu số 24. Câu số 24. Rồi, ok. Bài cho chúng ta đó là một câu về dao động cơ rồi. Thực hiện một cái thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. 5 con lắc đơn 1, 2, 3, 4 và M là con lắc điều khiển. Đấy. Được treo trên một sợi dây. Được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích cho M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với hình vẽ. Đấy. Trong mặt phẳng vuông góc với hình vẽ. Thì các con lắc còn lại dao động theo, không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là. Câu 24 này chúng ta chọn gì? Câu 24 này chúng ta chọn chọn gì? Con lắc nào sẽ dao động mạnh nhất? Con lắc nào sẽ dao động mạnh nhất? Thì cái con lắc mà dao động mạnh nhất
À, chắc chắn là cái con lắc mà nó có cái tần số gần với tần số của cái con lắc mở. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn phải hiểu là như thế. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong số 4 con lắc 1, 2, 3, 4. Đấy, các bạn nhớ rằng là con lắc mà dao động mạnh nhất là cái con lắc đấy nó có hiện tượng gọi là cộng hưởng. Mà có nghĩa là gần hiện tượng cộng hưởng. Mà cộng hưởng xảy ra khi nào? Đó là khi, đây, thầy sẽ vẽ ở đây cái giả đồ hình chuông cho các bạn thấy nhé. Đây nào. Cái này phải điều chỉnh. Rồi, đây. Rồi. Thế là chúng ta sẽ có cái giản đồ biểu diễn cái sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức, tức là sự dao động mạnh hay nhẹ ấy. Đấy, vào tần số của ngoại lực cưỡng bức, đúng không? Nó như thế này. Đấy. Vậy chúng ta thấy rằng là khi mà cái tần số ngoại lực cưỡng bức của con lắc thì sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là dao động biên độ mạnh nhất ở đây. Vậy thì rõ ràng là con lắc nào mà có tần số dao động riêng gần với cái tần số của cái ngoại lực cưỡng bức của chúng ta ở đây chính là con lắc mở này, thì nó sẽ làm sao? À, nó sẽ dao động mạnh nhất. Và chúng ta nhìn cái hình vẽ này chúng ta có cảm giác, chúng ta nhìn hình vẽ này chúng ta có cảm giác hai cái dây treo này làm sao nhỉ? Hai dây treo này của chúng ta là nó tương đối là bằng nhau. Đấy, có nghĩa là con lắc một này nó đang có hiện tượng cộng hưởng xảy ra, tức là nó sẽ dao động biên độ mạnh nhất. Các bạn hiểu chưa? Đấy, hai con lắc này mà chiều dài dây treo bằng nhau thì tần số phải bằng nhau rồi, bởi vì là tần số của chúng ta bằng gì? Omega căn bậc 2 của G chia L. Tất cả con lắc này là có cùng G hết, khác nhau L thôi. Đấy, vậy thì cái chiều dài con lắc nào mà gần với chiều dài của cái con lắc nó tạo cái dao động cưỡng bức ấy, tức là M ấy, thì sẽ dao động mạnh. Hiểu chưa nhỉ? Và con lắc 1 sẽ là mạnh nhất. Ok, thì đó chính là câu 24, chúng ta chọn đáp án là B. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 25. Câu số 25. Câu số 25 thì cũng chẳng có khó khăn gì cả, đúng không nhỉ? Đấy, bài cho chúng ta là một mạch điện như hình bên. Biết rằng hai cái nguồn một chiều kia, đây câu lớp 11 nhá. Hai nguồn một chiều kia chúng ta biết thông số hết rồi. Rom bỏ qua điện trở ampere kế và dây nối số chỉ ampere kế là quá đơn giản, số chỉ ampere kế của chúng ta ở đây. Số chỉ ampere kế của chúng ta ở đây y sẽ là bằng e bộ, đúng không nhỉ? Chia cho r bộ cộng với r mạch ngoài. Đấy, thì r mạch ngoài là cho rồi bằng 2,5 đúng không? Thằng này bằng 2,5 này. E bộ của chúng ta thì cộng vào thôi, đúng không? Epsilon 1 cộng epsilon 2 của chúng ta đây bằng 9. Đấy, R bộ chúng ta cộng vào thôi. 1 cộng 1 bằng gì? Bằng 2. Đấy, vậy thì chúng ta lấy 9 chia cho 4,5 bằng mấy? Bằng 2. Đấy, chúng ta chọn là B. Đấy, câu 25 chúng ta chọn B. Chả có gì. Các bạn hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 26. Câu 26 các em chọn đáp án gì đây? Đây là câu lớp 11 các bạn được học rồi nhá. Đến đây là chúng ta hết 4 câu lớp 11, được không nhỉ? Có 4 câu lớp 11 trong đề thi của chúng ta, tức là nó chiếm 1 điểm, tức là 10% trong đề thi. Đấy, và đừng ai mà dại bỏ một cái điểm lớp 11 này đi, bỏ một điểm lớp 11 này đi thì húp cháo mà ăn. Tại sao lại như thế? Bởi vì rằng là đề thi của chúng ta có 6 câu rất là khó. Đấy, mất một điểm lớp 11 xong lại mất thêm một điểm rưỡi. Các câu khó nữa là còn có 7,5, 7,5 mà lại bị sai vớ vẩn nữa, lại thêm một điểm nữa lại còn 6,5 thôi. Thế thì chết. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, các bạn phải phải học cơ bản lớp 11. Không cần học khó đâu, học cơ bản là các bạn sẽ làm được 4 câu này. Chúng ta làm đến câu 26, một câu thuộc chuyên đề quang. Và chính xác đây là câu liên quan. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự F bằng 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo. Và cách vật là 40 cm. Đấy. Khoảng cách từ AB tới thấu kính có giá trị gần nhất
với giá trị nào sau đây? Thì ở đây thì chúng ta phải nhớ về kiến thức lớp 11 thôi. Kiến thức lớp 11. Thì nếu như mà là ảnh ảo, nếu như ảnh ảo, thì chúng ta có điều gì? Thì ở đây thầy vẽ hình một cái tượng trưng này. Nếu như là ảnh ảo, thì vật của chúng ta phải đặt trong khoảng từ O tới F trước thấu kính. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái hình dạng như này. Đây là thấu kính chúng ta này. Thấu kính hội tụ này. Chúng ta sẽ có vật, ví dụ ở đây. Vật AB đây. Đúng không? Thì ảnh ảo nó sẽ nằm đằng sau. Đấy, ảnh ảo chúng ta đây là A phẩy, B phẩy. Được chưa? Và cái khoảng cách này người ta đang cho chúng ta là bằng 40 cm. Đấy, đây chúng ta gọi là L này. Được chưa? Và bài hỏi chúng ta là khoảng cách từ AB tới thấu kính giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây, chính là D này. Đúng không? Và cái đoạn này của chúng ta chính là gì đấy? À, D phẩy. Chúng ta nói về đoạn thì đây chính là trừ D phẩy. Bởi vì đây ảnh ảo thế nên D phẩy âm. Đúng không? Vậy thì rõ ràng 40 này. Chúng ta có hai cái. Thứ nhất là 40 sẽ phải bằng trừ L, xin lỗi, trừ D phẩy, trừ đi D. Được chưa? Đấy, và cái thứ hai là chúng ta sử dụng công thức của thấu kính thôi. 1 chia 30, 1 chia F đấy, bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy, 1 chia D cộng với 1 chia D phẩy. Đúng không? Thế thôi. Thế từ đây chúng ta sẽ suy ra được là D nhân với D phẩy bằng bằng bao nhiêu nhỉ? D nhân D phẩy ở đây của chúng ta sẽ là bằng D cộng D phẩy là bằng âm 40 rồi. Đúng không? Âm 40 nhân 30 trừ 1200. Đúng chưa nhỉ? Đấy, thế thôi. Đấy, và từ đây chúng ta sẽ đi giải hai thằng này ra và chúng ta sẽ suy ra được đây là D này. D phẩy của chúng ta thì là bằng trừ trừ 40 trừ đi D. Đúng không? Trừ 40 trừ đi D bằng trừ 1200. Đấy, và đây chúng ta giải phương trình bậc 2 này, chúng ta sẽ giải D. Giải phương trình bậc 2 nào. Trừ 1200 này. 20 và trừ 60. Đấy, D của chúng ta ra là bằng 20 hoặc là trừ 60, thằng này loại bởi vì âm. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án gần nhất với 20 là thằng nào? À, dĩ nhiên là 26. Đúng không? Đáp án là D, câu 26 của chúng ta. Câu 26 là gì? Câu 26 các bạn ra là gì nhỉ? Sao cái bảng đáp án đây lại bị sai à? Các bạn có ra như vậy không? Đâu hết rồi. Đấy, vậy chúng ta hình như là ra 20 à? Hả? À, có đúng không? D nhân D phẩy sẽ là bằng D, D cộng D phẩy trừ 40 trừ 1200 này. Trừ 40 trừ đi D. Ấn lại phát nữa cho chắc ăn nào. 5 này, 3 này. Trừ 1 này. Trừ 40 này. 1200 này. Trừ 1 này. Trừ 40 này. 1200. Ra 20 và âm 60 sao bọn kia nó ra thế nhỉ? D. Đúng không? 26 là D. Ừ. Cho đáp án là C đúng không? Thì chắc là bên học mãi của chúng ta là đánh dấu nhầm đấy nhá. Thầy vừa tính đi tính lại vài lần rồi. Chúng ta ra D.
Rồi ok, bây giờ chúng ta đến với câu 27. Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình x1, x2. Bài hỏi chúng ta là động năng cực đại của vật là động năng cực đại của vật là gì? Là cơ năng đấy, đúng không? Cơ năng của chúng ta bằng gì nhỉ? 1/2 m omega bình a bình. M của chúng ta tính bằng kg, 0,1 kg đúng không? Omega là thừa số nhân vào t, 10 bình phương. A này chính là biên độ dao động tổng hợp đúng không? Đấy, a bình phương của chúng ta thì bằng a1 bình cộng a2 bình cộng 2a1 a2 cốt của delta phi độ lệch pha của hai dao động thành phần. Đúng không? Vậy chúng ta ấn máy tính này. Chúng ta tính luôn cái thằng a bình ra 5 bình này. 5 bình 2 nhân với 5 bình. Ui, toàn số 5 hết. Nhân với cốt của độ lệch pha thành bao nhiêu? 90 độ này vuông pha. 5 căn 2 đúng không? Biên độ 5 căn 2 không phải ấn như này đâu. Các bạn nhìn nhanh nó vuông pha thế nên là A của chúng ta là bằng 5 căn 2. Chúng ta nhớ là khi tính động năng, cơ năng thì tính bằng joule. Thế nên là đơn vị chúng ta phải đổi ra mét. Vậy chúng ta lấy 5 căn 2 chia cho 100 bình phương lên, nhân với 1/2 nhân với m nhân với omega bình. Đấy, và chúng ta ra là bằng 25 milijoule. 27 của chúng ta là A. Câu này thằng học mãi lại chọn đúng rồi. Đúng không nhỉ? Rồi, ok. Chúng ta đến với câu số 28. Chúng ta đến với câu số 28. Rồi. Bài tiến hành thí nghiệm y ơn về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 micromet, khoảng cách giữa hai khe hẹp là A này. Đấy, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát 2m là D này. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân trung tâm là. Vân sáng bậc 3 thì cách vân trung tâm là 3i. Vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm là 5i. Mà hai phía thì dĩ nhiên cách nhau là 3i cộng 5i là 8i. Chúng ta cần tính 8i. Mà y thì là bằng lambda d chia cho A. Tức là chúng ta ấn số 8 lambda d chia cho A. 8 này nhân với lambda đâu? 0,6 này. 0,6 này. Đấy, nhân với d là 2 này, chia cho A là 0,3 này. Đấy, và chúng ta ra là 32 mm. Khi gặp những cái bài toán này mà chúng ta thấy đáp án số liệu khác hẳn nhau này thì không cần đổi đơn vị. Ấn kiểu gì nó cũng ra 32 hoặc là 0,32 hoặc là 320 hoặc là 3200 gì gì đấy. Thì là kết quả này chúng ta chọn thôi. Các bạn hiểu không? Khi gặp những cái bài toán về thí nghiệm y ơn này mà đáp án khác nhau thì chúng ta không cần đổi đơn vị. Nhớ như thế. Rồi chúng ta đến với câu số 29. Đấy. Bài cho chúng ta như sau. Một tấm pin mặt trời được chiếu sáng bởi một cái chùm sáng đơn sắc có tần số là 5 x 10 ngũ 14 Hz. Biết công suất chiếu vào tấm pin là 0,1 W. Số vật vào tấm pin trong mỗi giây là pin trong mỗi giây. Được chưa? Rồi thế ở đây chúng ta phải nhớ tới cái công suất chiếu sáng. Nó chính là bằng số photon phát ra trong một giây mà chúng ta cần tìm này. Nhân với epsilon. Tức là bằng n nhân với hc chia cho lambda nếu như cho bước sóng. Đấy, hoặc là bằng nhf nếu như cho tần số. Bài này người ta cho tần số. Thế nên chúng ta sử dụng thử ở đây. P thì bằng bao nhiêu rồi? 0,1 này. Đúng không? N là cái cần tìm này. H hằng số Planck 6,625 x 10^-34. Người ta cho này. Đấy. F thì người ta cho đây rồi. 5 x 10^-14 Hz. Đấy, vậy thì chúng ta ấn N bằng cách là chúng ta lấy 0,1 này chia cho 6,625 x 10^-34 chia cho 5 x 10^-14. Chúng ta ra là 3 x 10^-17 xấp xỉ như vậy. 3,02 x 10^-17 photon. Thì cái nguồn sáng này của chúng ta nó chiếu tới tấm pin này chúng ta bao nhiêu? Đấy, như đáp án A là chúng ta số photon. Câu 29 xem chọn đúng chưa? À, chính xác rồi. Câu 30 nào.
30. Rồi ok. Biết số Avogadro là 6,02 x 10 23. Số neutron trong 1,5 mol Li-ti 37 là số neutron đúng không? Chúng ta phải kiểm tra xem là một hạt Li-ti như thế này thì có bao nhiêu neutron. Chỉ số bên dưới 3 này là số proton, chỉ số bên trên này là tổng proton và neutron. Vậy thì một hạt Li-ti có 4 neutron đúng không? Vậy chúng ta thấy là trong 1 mol, 1,5 mol có bao nhiêu hạt neutron? À, 1 mol là 6,02 nhân với 10 cũng 23 hạt. Báo cho chúng ta này. Đấy. Và tính như thế này chúng ta đã ra được số hạt rồi. Mà số hạt nhân với một hạt chứa bao nhiêu neutron thì chúng ta ra được cái cần tìm đúng không? Tự nhân với 4. Ấn như này. Hay là các bạn đi mạng yếu à? Và kết quả chúng ta ra ở đây đó là 3,612 3,612 nhân 10 cũng 24. À, đó là đáp án D. Nha, đáp án D. Rồi, chúng ta đến với câu số 31. 30D rồi, 31. Ở mặt nước hai điểm AB cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra bước sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa M là một điểm trên mặt nước thuộc đường trung trực AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là. À, câu này là yêu cầu chúng ta, câu này các bạn phải làm được rồi, đang thuộc chương trình lớp 12. Các anh kỹ thuật nói rằng các em nên đẩy lên 720 hoặc là xem bằng điện thoại, mạng yếu nên Facebook nó giảm chất lượng ấy. Các bạn thử tự điều chỉnh nhá. Rồi ok, chúng ta nói về câu 31. Câu 31 này chẳng qua là chúng ta đi tính số đường cực tiểu về một phía của đường trung trực, đúng không? Có bao nhiêu đường cực tiểu về một phía của đường trung trực thì nó cắt bấy nhiêu điểm cực tiểu trên đoạn AM mà người ta giới thiệu. Vậy thì đây chúng ta của hai nguồn chia cho bước sóng cộng với 0,5 lấy phần nguyên đúng không, thì ra cái số đường cực tiểu về một phía đường trung trực và chúng ta tính luôn ở đây bằng AB của chúng ta đây 19 chia cho lambda của chúng ta đây là 4 cộng với 0,5 bằng 19 chia 4 cộng với 0,5 bằng 19 chia 4 cộng với 0,5 5,25. Đấy, ra đây là 5,25. Lấy phần nguyên tức là chúng ta lấy cái số nguyên này này là bằng 5, đúng không? Vậy chúng ta chọn đáp án đây là C. 31 của chúng ta là C. Chúng ta đến với câu số 32. Khăn được ạ. Bài 2 là một câu về sóng điện từ. Bài cho chúng ta một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M tới điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm. Tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số là 5 MHz. Lấy C bằng 3 x 10 8 m trên giây. Ở thời điểm T thì cường độ điện trường tại M bằng 0. Đấy. Bài hỏi chúng ta là thời điểm nào sau đây cường độ thời điểm nào sau đây thì cường độ điện trường tại N bằng 0. À, thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là hai điểm M và N này của chúng ta cách nhau là 45 m. Thế nên là chúng ta sẽ đi tìm độ lệch pha của hai điểm M và N. Chúng ta có delta phi MN 2πd chia cho lambda. Đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta sẽ có đây là bằng 2π nhân với D ở đây bằng 45 m. Đúng không? 45 m. Lambda của chúng ta thì chia cho F chúng ta nhân F lên bên trên này tức là 5 gì đây? 5 nhân 10 mũ 6. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là bằng như sau: 2 nhân với 45 này, ấn cẩn thận này, nhân với 5
Nhân với 10 ngũ 6. 10 ngũ 6 chia cho 3 nhân 10 ngũ 8 bằng bằng 3 pi trên 2. Tức là vuông pha. Tức là vuông pha các em ạ. Mà vuông pha thì sao? Vuông pha thì chúng ta sẽ thấy là ở thời điểm T ấy, cường độ điện trường của M bằng 0, đúng không? Thì cường độ điện trường tại N chúng ta chỗ này đạt cực đại. Đạt cực đại đúng không? Tức là mắc. Đấy. Vậy người ta hỏi là thời điểm nào sau đây thì cường độ điện trường tại N bằng 0? Thì chúng ta thấy rằng là thằng này đang mắc, bây giờ muốn bằng 0 thì nó lại phải sau T trên 4, đúng không? Thì bằng 0. Sau T trên 4 rồi tiếp tục là sau T trên 2 thì lại bằng 0. Lại sau T trên 2 cứ sau như thế là bằng 0, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là kết quả mà chúng ta cần tìm đây chính là thời điểm T. Đấy. Thời điểm đầu tiên để mà cái cường độ điện trường tại N bằng 0 của chúng ta ở đây sẽ là T trên gì? T trên 4, đúng không? Thời điểm tiếp theo sẽ là T trên 4 cộng với T trên 2. Thời điểm tiếp theo sẽ là T trên 4 cộng với 2T trên 2. Đúng không? Vậy thì cái cộng này của chúng ta ấy, nó có công thức chung là gì? Đấy, các bạn có thể làm theo cách như thế này được, hoặc các bạn viết công thức ra cũng chẳng sao. Vậy công thức của chúng ta ở đây tổng quát sẽ là T trên 4 này cộng với N T trên 2. Đúng không? Đấy, công thức tổng quát của chúng ta nó phải là có dạng như thế. Và bây giờ chúng ta xem là thằng nào nó hợp lý là ok thôi. Và T chúng ta đây bằng bao nhiêu? T thầy tính luôn nhé. T của chúng ta ở đây thì là bằng 1 chia F 1 chia 5 nhân 10 ngũ 6. Tức là đây là bao nhiêu? Chia cho 10 ngũ, chia cho 10 ngũ trừ 9 bằng 200 nano giây. Vậy đây sẽ là 200 này, 200 chia 4 cộng với 200 ở đây sẽ là 1 gì? 100N. Đấy, vậy nó có sắt dạng là bao nhiêu? 50 cộng với 100N. Đấy. Vậy chúng ta xem là cái số nào này. Đúng không? Với N bằng 2 đấy. Được chưa nhỉ? Rồi ok. Vậy thì chúng ta chọn đáp án ở đây đó là D. Thì đấy là câu số 32. Chúng ta đến với câu số 33. Câu 33. Đây là một câu về con lắc lò xo cho thẳng đứng. Thì chắc các bạn học lớp 12 thì bây giờ cũng thể làm được rồi. Và câu này thì thầy nghĩ các bạn phải làm được thôi. Bạn học Ben C rồi thì những câu này quá là đơn giản, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta có con lắc lò xo treo thẳng đứng từ vị trí cân bằng nâng vật nhỏ lên tới vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật một cái vận tốc là 10 pi căn 3 cm trên giây hướng về vị trí cân bằng là không chính xác lắm. Truyền cho vật một tốc độ thì đúng hơn, chứ không phải vận tốc. Còn nói vận tốc thì phải thêm một cụm từ, đó là có độ lớn là như thế này. Đấy, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái lỗi nhỏ nhỏ của đề tham khảo của chúng ta nhá. Không ai viết như này. Đấy, vận tốc là nó đã phải thể hiện cái chiều trên trục Ox rồi. Phải thể hiện chiều trên trục Ox rồi, bài này chưa hề chọn chiều, đúng không? Thế nên là chúng ta thấy rằng là đấy, đề tham khảo nó vẫn có một số sai sót nhỏ nhỏ như thế. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Ok không? Rồi, thế thì bây giờ câu này chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta phải thấy rằng là tại cái thời điểm mà chúng ta chuyển tốc độ ấy, vật của chúng ta nó không ở vị trí cân bằng, mà vật của chúng ta nó đang có ly độ, chính là bằng delta L. Lò xo không biến dạng mà, đúng không? Vị trí lò xo không biến dạng cách vị trí cân bằng của chúng ta, tức là x của chúng ta đấy, trị tuyệt đối của x cho chắc chắn, sẽ là bằng delta L. Delta L bài cho chưa? Bài gần cho rồi. Delta L của chúng ta thì lại bằng G chia cho omega bình. Đấy, con lắc lò xo thẳng đứng chúng ta như vậy. Thế mà omega của chúng ta lại bằng 10 pi, đúng không? Đấy.
G thì bằng 10, tức là bằng pi bình rồi. Omega bình của chúng ta thì sẽ là bằng 10 pi bình, tức là 100 nhân pi bình. Chuẩn chưa nhỉ? Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ có là bằng 1 cm, 0,01. Thứ hai là tại cái thời điểm truyền tốc độ thì vật của chúng ta được truyền một cái tốc độ là 10 pi căn 3. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi ốp công thức độc lập để chúng ta tính được biên độ. Biên độ A sẽ là bằng căn bậc 2 của x bình cộng với v bình chia cho omega bình. Đúng chưa? Đấy, chúng ta tính rồi. 100 pi 100 này nhân với căn 3 này. Đấy, chúng ta chia cho omega ở đây là bằng 10 này. Đấy, chúng ta bình phương lên này. Chúng ta bình phương lên. Một 10 này. 10 căn 3. 10 căn 3 này chúng ta chia cho 10 này. Bình lên này cộng với 1 này, căn bậc 2 ra và chúng ta ra đây là bằng 2 cm. Bằng 2 cm. À, vậy thì cái con lắc này của chúng ta dao động như thế này. Vị trí bằng này, biên trên này, biên dưới này. Đây delta L này, đây vị trí lò xo tự nhiên. Vị trí cân bằng O, biên trên, biên dưới. Và chúng ta biết rằng là lực đàn hồi và lực kéo về của chúng ta nó ngược hướng nhau. Lực đàn hồi tác dụng lên vật nhé, và lực kéo về chúng ta ngược hướng nhau khi vật của chúng ta dao động trong đoạn OTN. Đấy, dao động trong đoạn OTN. Bởi vì là lực kéo về thì luôn hướng về vị trí cân bằng. Còn lực đàn hồi thì luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng, tức là vị trí TN. Đúng không? Thế nên là khi dao động trong đoạn này thì hai thằng đấy ngược chiều nhau. Và chúng ta thấy rằng là cái vị trí TN này là trùng với vị trí gì? A chia 2. Thế nên là một chu kỳ thì vật của chúng ta đi qua hai lần đoạn này. Theo trục phân bố thời gian thì từ đây tới đây là T trên 12. Hai lần sẽ là T trên gì? T trên 6. Và đáp án chúng ta cần chọn là T chia 6. Đúng không? T của chúng ta thì bằng 1 chia 5. Đúng không? Chúng ta chia cho 6 nữa là 1 chia cho 30 giây. Đáp án của chúng ta câu 33 là gì? Là A. Đúng không? À, chúng ta sắp xong rồi đấy. 33 rồi. Bây giờ chúng ta đến với 34. Các bạn thông cảm là mấy ngày nay thầy bị cảm cúm, sốt, ốm nên giọng nó không được khỏe lắm. Nhưng mà thầy vẫn cố gắng để chữa cho các em xong cái đề này nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 34. Bài cho chúng ta đó là điều hòa cùng biên độ trên một đường thẳng quanh vị trí cân bằng O. Các pha dao động ở thời điểm T là alpha 1, alpha 2. Đấy. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc alpha 1 và alpha 2 theo thời gian T. Tính từ T bằng 0, thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu tiên là thời điểm nào? Vậy ở đây chúng ta phải xác định được cái pha dao động của hai thằng này. Phi 1, gọi đây là phi 1 đi. Alpha, bài này gọi alpha, chúng ta gọi alpha. Alpha 1 đây là alpha 2, đúng không? Vậy chúng ta có alpha 1 sẽ là bằng omega T cộng với phi 1. Đấy, và chúng ta dễ thấy phi 1 bằng 2pi trên 3 này. Đấy, phi 1 bằng 2pi chia 3. Đúng không? Chúng ta lại thấy nữa là ở cái thời điểm T bằng... chúng ta nhìn cái điểm đánh dấu người ta này. Đúng không? Thì đây là cái thời điểm nào? Đây là 0,3 giây, thì đây là 0,6 giây và đây là 0,9 giây. Chúng ta thấy tại thời điểm 0,9 giây. Thì alpha 1 này của chúng ta bằng bao nhiêu đây? Gióng sang đây. Cái điểm này của chúng ta gấp đôi điểm này đúng không? Tức là 4pi trên 3. 4pi trên 3. Đấy, alpha 1 bằng 4pi trên 3. Omega đang cần tìm chưa biết. Thời điểm đang xét là 0,9 giây. Cộng với phi 1 bằng 2pi trên 3. Và từ đây chúng ta suy ra omega. Đấy, chúng ta sẽ có đây là bằng 20pi chia 27. 20pi chia 27 radian trên giây. Đúng không? Tương tự như vậy, alpha 2 chúng ta sẽ có là bằng alpha 2 thì omega, chúng ta thấy hai đường thẳng này song song với nhau đúng không?
Thế nên là alpha 1, alpha 2 này của chúng ta là có chung omega. Nói chung hai điểm sáng này là dao động cùng tần số. Đấy, vậy thì omega alpha 2 này của chúng ta đây là bằng omega t này cộng với phi 2. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở cái thời điểm 0,3 giây này. Đấy. Thì alpha 2 của chúng ta đang bằng cái vị trí này, đối xứng vị trí này. Đúng không? Thế nên là thằng này nó đang ở giá trị là trừ 2 pi trên 3. Đấy, tại thời điểm t bằng 0,3 giây. Thì đây sẽ là 2, trừ 2 pi chia 3. À, bằng omega tức là 20 pi chia cho 27. Nhân với 0,3, thời điểm 0,3. Cộng với phi 2 chưa biết, từ đây chúng ta suy ra phi 2. Bằng. Được chưa nhỉ? Đấy, và từ đây chúng ta suy ra phi 2, chúng ta sẽ có là bằng trừ 2 chia 3 này. Trừ tiếp 20 nhân 0.3 chia cho 27. Trừ 8 pi trên 9. Trừ 8 pi chia 9. Đúng không? Ở đây chúng ta nên tính viết theo độ thì có vẻ là dễ nhìn hơn. Thằng này của chúng ta sẽ là bằng 2 pi chia 3 120 độ này. Pha ban đầu thằng này này. Pha ban đầu thằng này sẽ là bằng nhân với 180 trừ 160. Thằng này trừ 160 độ. Được không nhỉ? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta đã có được phương trình dao động hai thằng này rồi, đúng không? Và bài hỏi chúng ta là thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu tiên thì ở đây chúng ta cách đại số D sẽ là bằng x1 trừ đi x2. Đúng không? X1 chúng ta biểu diễn như kiểu số phức ấy. Hai thằng này cùng biên độ đúng không? X1 thì chúng ta biểu diễn bằng 1 này. Và pha ban đầu là 120 độ. Đấy, trừ đi x2 chúng ta cũng có biên độ là bằng 1, pha ban đầu là trừ 160 độ. Đấy, và chúng ta ấn ra kết quả ở đây. Đúng không? Thầy ấn máy tính này. Chúng ta để máy tính ở chế độ mode 2. Mode 2 nhá. Rồi chúng ta ấn này, 1 này, pha ban đầu. Nhớ là máy tính đang là để ở chế độ độ nhá, 120 này. Trừ đi 1 này, pha ban đầu là âm 160. Đấy, chúng ta ấn shift 23 ra. Đó, nó ra một cái biên độ xấu thì chúng ta không quan tâm, đúng không? Chúng ta quan tâm đến cái pha thôi. 70 độ. Đấy, pha ban đầu thằng này cũng 70 độ. Vậy bây giờ chúng ta đi biểu diễn. Sau khi có được cái điều này rồi thì chúng ta sẽ đi biểu diễn. Biểu diễn D nha, chúng ta biểu diễn D trên đường tròn pha. Được chưa? Đây là D. Khi mà hai điểm sáng gặp nhau thì D của chúng ta bằng 0. Tức là D của chúng ta sẽ tới vị trí cân bằng. Đúng không? Thế mà tại T bằng 0 thì cái D 70 độ. Đúng không? Thế nên là bây giờ mà D muốn bằng 0 thì cái điểm pha chúng ta nó phải chạy trên cung này. Đúng không? Phải chạy trên cung nhỏ nhỏ đấy, tức là 20 độ. Đấy, mà 20 độ thì so 360 độ là bao nhiêu? 1 phần 18 đúng không? 20 mà chia cho 360. Bằng 1 phần 18. Vậy thì suy ra cái khoảng thời gian chúng ta cần tìm. Lần đầu tiên ấy, để mà hai điểm sáng gặp nhau ấy, tức là D chúng ta có pha nó chạy từ đây đến đây này. Là T chia 18. Đúng không? T chia 18, thế mà ở đây chúng ta tính được T bao nhiêu rồi? T chúng ta bằng 2 chia cho omega bằng 20 chia 27. T chúng ta bằng 2,7 giây. Ở đây sẽ là bằng 2,7 chia cho 18 bằng 0,15 giây. Đấy, chúng ta chọn đáp án đây đó là 0,15 giây. Các bạn hiểu chưa? Rồi ok, chúng ta đến với câu số 35 sóc xong rồi. Các câu đằng dưới này của chúng ta toàn là những câu lấy 10 điểm cả. Thế nên là các bạn muốn điểm cao thì các bạn phải học thôi, không có cách nào khác cả.
Đừng nghĩ rằng là có một cái công thức nào nó ốp cho các em mà các em ăn được 10 điểm. Không có chuyện đấy đâu. Các bạn phải nỗ lực, phải chịu khó, phải nghiên cứu mày mò. Chứ không có chuyện lười mà có thể ăn được những điểm cao đâu. Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến với câu số 35. Rồi. Câu 35 là một câu liên quan tới sóng cơ. Thì chắc là các bạn cũng học xong rồi đúng không? Và cũng có thể làm được cái câu kiểu như thế này. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 35. Bài cho chúng ta đó là ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 5 cm. Hai điểm M và N là hai điểm nằm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động cùng pha với nguồn, tức là MN, đọc nôm na là cùng pha với nguồn. Trên đoạn OM, ON và MN, số điểm dao động ngược pha với nguồn lần lượt là 5, 3, 3. Trên đoạn, bài hỏi chúng ta là đoạn MN của chúng ta dài bao nhiêu? Rồi tìm gần nhất đấy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là M và N là hai điểm dao động, hai điểm dao động cùng pha với nguồn. Thế nên là nó cách nguồn của chúng ta là những cái lượng bằng gì? Bằng nguyên lần bước sóng, đúng không? Thế mà trong đoạn OM thì lại có bao nhiêu? Có 5 điểm ngược pha với nguồn. Đấy, 5 điểm ngược pha với nguồn. Thì chúng ta tưởng tượng này. Cứ có một điểm ngược pha này, rồi lại có một điểm cùng pha này, rồi lại có một điểm ngược pha, rồi có một điểm cùng pha. Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy. Cùng pha. Thì nó sẽ phải cách nguồn một cái dạng đó là K nhân với lambda. Nguyên lần bước sóng. Cách nguồn, nguyên lần bước sóng. Còn ngược pha thì nó phải cách nguồn cái dạng đó là K,5. Cái số bán nguyên ấy, nhân với bước sóng. Đấy. Thế nên là khi mà đi từ nguồn ra thì chúng ta có thấy những cái điểm đầu tiên là cách nguồn 0,5 lambda, tức là ngược pha này. Rồi cách nguồn 1 lambda là cùng pha này. Rồi lại đến ngược pha 1,5 này. Rồi 2 lại cùng pha này. Rồi 2,5 là ngược pha. Cứ như thế. Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta phải nắm được cái đó. Thì rõ ràng rằng là trong đoạn OM của chúng ta là có 5 điểm ngược pha với nguồn. Thế nên là M của chúng ta ấy, nó sẽ cách nguồn là ứng với K bằng bằng 6. À xin lỗi là bằng 5. Đúng không? Cứ ngược rồi đến cùng mà. Đấy mà trong là có 5 thằng ngược rồi. Vậy thì thằng M này của chúng ta là điểm cùng pha với nguồn và cách nguồn chúng ta là 5 lambda. Đấy vậy chúng ta sẽ có là OM. Dễ dàng. ON tương tự như vậy sẽ là bằng 3 lambda. Có hiểu không? Đấy. Thế thì bây giờ người ta bắt tính MN thì người ta lại nói là trong cái đoạn MN này của chúng ta lại có 3 điểm dao động ngược pha. Đấy, trong đoạn MN này của chúng ta này có 3 điểm ngược pha. Thì cái này buộc các bạn phải vẽ hình thì các bạn mới tưởng tượng nổi. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta vẽ hình như thế nào? Các bạn sẽ vẽ ví dụ như đây là nguồn O này. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ vẽ đường như thế này. Đầu tiên là ON. Tất cả những cái điểm mà cách nguồn 3 lambda đúng không? Chúng ta vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 lambda ra. Đấy, điểm N chúng ta có thể đây. Đấy, điểm N chúng ta có thể nó nằm trên đây. Rồi chúng ta vẽ cái của thằng gì? Của thằng thằng M, quỹ tích của những cái điểm M, OM bằng 5 lambda này có thể ở đây. Đấy. MN chúng ta có thể nằm trên đây. Đấy, thế bây giờ chúng ta thấy là người ta lại miêu tả là giữa M và N của chúng ta là có gì? Có 3 điểm ngược pha với nguồn. Đấy, thì chúng ta nhớ rằng là trong cái thành phần này của chúng ta, trong đoạn này của chúng ta là có mấy điểm ngược pha rồi. Đây cái đường ngược pha đây. Đại khái như thế. Đấy, đường này nó đang cách gì? Nó đang cách nguồn của chúng ta là 4,5 lambda ngược pha. Có dạng như thế này ngược pha này. Đấy. Thế lại có một đường nữa. Đấy, cái đường này của chúng ta thì đang cách nguồn là 3,5 lambda. Cũng ngược pha.
Đấy, còn cái đường này của chúng ta thì dĩ nhiên đang cách nguồn là 5 lambda cùng pha rồi. Cái đường này của chúng ta đang cách nguồn là 3 lambda cũng cùng pha rồi. Thế bây giờ điểm M và N chúng ta chọn nào? Chúng ta chọn luôn trước cái điểm điểm M đi cho dễ nhìn. Đấy. Không mất tính tổng quát chúng ta chọn M đây. Thì bây giờ chúng ta phải chọn N ở đâu để cho nó hợp lý. Thì giữa M và N chúng ta phải có bao nhiêu? Chỉ được phép có 3 điểm ngược pha với nguồn thôi. Đấy, vậy thì chúng ta phải vẽ 3 cái đường ngược pha đây này. Cái đường ngược pha tiếp theo đây này. Đấy, cái đường này của chúng ta thì có hiệu khoảng cách tới hai nguồn là bao nhiêu? À, đây là 3,5 rồi thì đây là 2,5 lambda. Đúng không? Đấy, và bây giờ cái điểm M của chúng ta nó phải như thế nào? Cái điểm N của chúng ta phải như thế nào? À, nó phải tiếp xúc để mà chỉ có một thôi này. Đấy, cái điểm N của chúng ta nó phải đây. Được chưa? M của chúng ta đây, N của chúng ta đây. Và nó tiếp xúc với cái đường tròn tâm O bán kính 2,5 lambda, tức là đây là vuông góc này. Nó chỉ tiếp xúc tại một điểm duy nhất đây thôi. Được không? Thì MN của chúng ta nó sẽ làm sao? À, nó sẽ có 3 điểm. Có nghĩa nó cắt 3 cái đường tròn ngược pha này. Đấy, có 3 điểm ngược pha. Còn nếu như bây giờ các bạn mà không cho tiếp xúc, tách ra bên ngoài một tí thì nó chỉ cắt hai đường này thôi. Cắt hai đường 3,5 và 4,5 này thôi, tức là chỉ có hai điểm ngược pha thôi. Đúng không? Mà sâu vào trong một chút nữa thì nó lại cắt cái đường tròn 2,5 lambda này của chúng ta tại hai điểm. Thì MN lúc đấy lại có 4 điểm ngược pha kia. Vậy thì lúc này là chỉ tiếp xúc. Được chưa? Lúc này là chỉ tiếp xúc. Vậy thì nếu như tiếp xúc thì chúng ta bây giờ cần tính MN như thế nào? Thì ON của chúng ta nhá. Thì là bằng bao nhiêu rồi? À, 3 lambda rồi. Đấy, OM của chúng ta là bằng 5 lambda rồi. Là do tiếp xúc nên đây là góc vuông. Đúng không? Chúng ta gọi đây là H đi. Chúng ta gọi đây là H. Vậy chúng ta sẽ có là NH cộng với HM. Chính là MN. Mà NH thì chính là bằng căn bậc 2 của ON bình trừ đi OH. OH bình tức là bao nhiêu? 3 bình phương trừ đi. Cái H này là nằm trên cái đường tròn bán kính 2,5 lambda đúng không? Trừ đi 2,5 bình phương. Đấy, HM chúng ta tương tự. Nó chính là bằng OM bình, tức là 5 bình. Trừ đi OH bình, tức là 2,5 bình. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta kết quả ra, nhớ là sau khi ấn thằng này chúng ta nhân thêm lambda vào nữa nhá. Ấn máy tính này. Căn bậc 2 của 5 bình trừ đi 2,5 bình cộng với căn bậc 2 của 3 bình trừ đi 2,5 bình nhân với bước 6 người ta cho là bằng 5. Kết quả chúng ta xấp xỉ là 29,9. Xấp xỉ 29,9 cm. Có nghĩa là nó gần với đáp án là 30 cm đấy. Đấy, vậy chúng ta đã xong câu số 35. Chúng ta đến với câu số 36. Chúng ta đến câu 36. Câu số 36 người ta cho chúng ta một câu về điện xoay chiều. À, và cho chúng ta một cái mạch điện như hình ở đây. Được chưa nhỉ? Một mạch điện như hình. Rồi. Các bạn đọc đề bài đi. À, người ta cho chúng ta R1 là bằng 3R2. Còn cái tụ điện kia là một cái tụ có thể biến đổi điện dung được. Gọi delta phi là độ lệch pha của UAB và UMB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị delta phi cực đại. Bài hỏi chúng ta là số công suất của đoạn mạch AB lúc này bằng bao nhiêu?
À, vậy thì chúng ta tìm hiểu xem là khi nào thì delta phi của chúng ta đạt cực đại. Thì muốn vậy thì trong bài này của chúng ta phải vẽ giản đồ vector ra nhé. Vẽ giản đồ như thế nào thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẽ đầu tiên là y này. Y được không? Đấy, rồi bây giờ chúng ta vẽ AM. Đấy, đây là chúng ta có A này. Rồi chúng ta có đây điểm M này. Đúng không? Và đây chính là R1. Đấy. Rồi người ta cho R1 chúng ta gấp 3 R2 đúng không? Vẽ lại đi. Đây. Nhìn từ đây đi. Đây, chúng ta sẽ có đây là R1 đúng không? R1 chúng ta sẽ có là đây. Chúng ta có A này. Ta vẽ U, đây là UR1 này. Rồi chúng ta vẽ UR2, UR2 thì chỉ bằng 1/3 UR1 thôi. Kẻ tương đối. Được chưa? Thì đây chính là UR2. Đấy. Rồi chúng ta kẻ tiếp tới UC, UC phải đi xuống đúng không? Đấy, thì đây chính là UC. Vẽ thế nào cũng được. UC đi được. Tùy. Nếu như mà nói về hiệu dụng thì hiệu dụng hết, còn chở thì là chở hết nhá. Thế đây chúng ta sẽ có đây điểm B rồi. Đấy, vậy chúng ta sẽ có UAB đây. Đúng không? Đây UAB. Và độ lệch pha của UAB và UMB đây. Đấy, UMB chúng ta phi xuống dưới này, UAB phi xuống dưới. Độ lệch pha chính là cái góc đối đỉnh với góc này này. Thế nên đây cũng là delta phi luôn. À, đây chính là delta phi. Rồi, thế ở đây là chúng ta cần tính chúng ta cần điều chỉnh C để mà cho cái delta phi này của chúng ta nó nhỏ nhất. Đúng không? Vậy thì để cho đơn giản thì chúng ta định lượng chất cho cái cạnh AM này chúng ta bằng 1 này, xin lỗi bằng bằng 3 đi. Đúng không? Thì cái cạnh M cái cạnh U2 này của chúng ta, UR2 này của chúng ta phải bằng mấy? À, bằng 1. Cạnh này chúng ta gọi là xì đi cho dễ hiểu. Được không? M này, MC là bằng 1, CB là bằng x. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ gọi đây là góc. Đây là góc beta đúng không? Còn đây là góc alpha đi. Vậy chúng ta thấy rằng là beta rõ ràng là bằng alpha cộng delta phi. Đấy. Và bài này bây giờ chúng ta biện luận theo tan nhá. Chúng ta sẽ có tan beta. Tan beta sẽ là bằng tan của alpha cộng với delta phi, tức là bằng tan của alpha cộng với tan của beta. Xin lỗi, delta phi chia cho 1 trừ đi tan alpha nhân với tan delta phi. Đúng chưa nhỉ? Thế ở đây chúng ta alpha thì bằng đối chia kề, tức là x chia 3. Đúng không? X chia cho 3 cộng với tan delta phi thì để nguyên thôi, chúng ta gọi là y. Đúng không? Chúng ta gọi là y. Mẫu chúng ta là 1 trừ đi xy chia cho 3. Tan của beta của chúng ta thì là bằng đối chia kề, x chia cho 1. Đúng không? Vậy là x. Đấy, vậy từ đây chúng ta suy ra y. Y của chúng ta sẽ là bằng y của chúng ta sẽ là bằng cái gì đây? 2x chia cho 3. Đúng không nhỉ? À, xin lỗi, đây là x chia cho 4. Xin lỗi nha, đây x chia 4. X chia 4. Vậy đây sẽ là bằng 3x này. 3x chia 4, 4 thì tự triệt tiêu đây. Tự triệt tiêu đi y ở đây thì sẽ là bằng gì nhỉ? Bằng 1. 1 mà cộng với 4 lên thì sẽ là 4. Đúng không? Cộng với gì? X bình phương à? Được chưa? Đấy thì y của chúng ta nó ra như thế này.
Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là bằng 3 chia cho 4 chia cho x cộng với x. Đấy, thế chúng ta biện luận là cái delta phi chúng ta cực đại ấy. Delta phi của chúng ta thì nó chỉ nằm từ 0 cho tới 90 độ thôi. Thế nên là delta phi mà cực đại thì tan phi của chúng ta cũng cực đại. Hay nói khác là y của chúng ta sẽ mắc. Được chưa? Delta phi mà cực đại thì y của chúng ta cũng sẽ mắc. Y của chúng ta mắc khi nào? Thì chúng ta thấy thằng mẫu này theo Cauchy thằng này lớn hơn bằng 2 gì? 2 căn AB đúng không? Tức là 2 của 2 nhân với gì? 2 nhân 2. Dấu bằng xảy ra khi hai thằng này bằng nhau. 4 chia x bằng x, tức là x của chúng ta bằng gì? Bằng 2. Dấu bằng xảy ra tức là x bằng 2 thì y của chúng ta hay là delta phi của chúng ta sẽ cực đại. Vậy thì khi mà x bằng 2 đấy, thì bây giờ cạnh này chúng ta bằng 2 rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tính cos của alpha. Đấy, kết quả chúng ta cần tính là cos alpha mà. Chính là hệ số công suất của đoạn mạch AB đúng không? Vậy chúng ta có tan alpha bao nhiêu? Cos alpha chia cho huyền đúng không? Kề chúng ta đây là bằng gì? Bằng 4. Chia huyền của chúng ta đây là căn bậc 2 của 4 bình phương cộng với 2 bình phương. 4 bình phương đúng không? Vậy thì kết quả chúng ta sẽ là 4. 4 chia cho căn bậc 2 của 4 bình phương cộng với 2 bình phương. 2 căn 5 chia 5. 2 căn 5 chia 5. Nó xấp xỉ là 0,894. Đúng không nhỉ? Rồi, ok. Thế thì ở đây chúng ta xong câu 36. Bây giờ chúng ta đến câu số 37. Rồi. Bài cho chúng ta là điện năng được truyền từ một cái nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Để giảm hao phí trên đường dây thì người ta đang ta tăng điện áp nơi truyền đi bằng máy tăng áp lý tưởng có tỉ số giữa vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp là K. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, tức là P không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp không đổi. Hệ số công suất của mạch điện luôn bằng 1. Khi K bằng 10 thì công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây bằng 5% thì công suất bằng 5% công suất ở nơi tiêu thụ thì K phải có giá trị là bao nhiêu? Bài này có nghĩa rằng là chúng ta mà càng nâng điện áp nơi truyền tải thì cái hao phí nó càng giảm đi. Đúng không? Cái này chúng ta biết rồi. U mà nâng lên bao nhiêu lần? Nâng lên n lần thì hao phí giảm đi n bình lần. Vậy thì giả sử là bây giờ muốn hao phí giảm đi 5% như thế này thì cái hệ số K này của chúng ta tăng lên ví dụ như là n lần. Đúng không? Đấy, n lần thì cái hao phí của chúng ta sẽ giảm đi n bình lần. Đấy, n bình lần. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như thế này. Khi K bằng 10. Khi K bằng 10 thì chúng ta gọi công suất truyền tải là gì? Là 1. Định lượng cho nó bằng 1. Đúng không? Thì dĩ nhiên nó bằng hao phí. Hao phí ở đây chúng ta gọi là bằng xì đi. Đấy. Thì hao phí này nó đang bằng 10% ở công suất nơi tiêu thụ. Thế nên nơi tiêu thụ của chúng ta lúc này là bằng 10x. Đấy, từ đây chúng ta suy ra. X bằng bao nhiêu? 1 chia cho 11. Đấy, thế đây ban đầu này. Thế bây giờ khi K của chúng ta bằng bây giờ bằng 10N đi. Bằng 10N đi, đúng không? Bằng 10N. Đấy, có nghĩa rằng là bây giờ K phải của chúng ta bây giờ là bằng 10N. Đấy, bây giờ chúng ta cần tìm N. Tức là cái máy này của chúng ta bây giờ nó tăng áp lên so với cái máy trước của chúng ta là gấp bao nhiêu lần? Gấp N lần. Thì hao phí bây giờ bị giảm đi N bình lần. Vậy thì công suất truyền đi không đổi là 1. Giờ chỉ còn x chia cho n bình. Đúng không? Đấy. Mà lúc này cái hao phí này chúng ta chỉ bằng 5% của nơi tiêu thụ, đúng không? Thế nơi nơi tiêu thụ chúng ta gấp 20 lần thằng này, tức là bằng 20x chia cho n bình. Đấy, và từ đây chúng ta suy ra x chia cho n bình
sẽ là bằng 1 chia cho 21. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được n bình phương sẽ là bằng thằng này chia thằng này, đúng không? Căn của 21 chia cho 11. N của chúng ta bằng căn 21 chia cho 11. Vì vậy chúng ta thế ngược lại đây, chúng ta sẽ có k đây là bằng gì? 10 căn của 21 chia cho 11. Đấy, và kết quả chúng ta sẽ là bằng 10 căn bậc 2 của 21 chia 11 bằng sấp xỉ là 13,8. Đấy, và chúng ta chọn đáp án đây là B. Đúng không nha? Rồi, chúng ta đến với câu số 38. Bài cho chúng ta là đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp có biến trở R tụ điểm C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của R này có cộng hưởng. Khi L bằng L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của delta L bằng L2 trừ L1 theo R, tính giá trị của C. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải nhớ tới cái biểu thức của L1. Đúng không? Nhớ biểu thức của L2. Và chúng ta đi tìm cái biểu thức của delta L bằng L2 trừ L1. Thế là chúng ta sẽ có là L1. Đấy, đây chính là cái tần, đây chính là cái L để cộng hưởng, đúng không? Vậy thì dĩ nhiên là khi cộng hưởng thì omega bình bằng 1 chia căn omega bình bằng 1 chia LC. Thế nên L1 của chúng ta dĩ nhiên là bằng 1 chia cho omega bình nhân C. Đúng không? L2 là giá trị để cho UL chúng ta cực đại. Đúng không? Thì L2 của chúng ta nó sẽ là bằng R bình cộng với ZC bình chia cho ZC. Thì đây là cái giá trị của ZL. Khi mà UL chúng ta cực đại thì chúng ta muốn tính L chúng ta phải chia thêm cho omega nữa, đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được delta L sẽ là bằng chúng ta thấy ở đây thôi, R bình này cộng với ZC bình, mà ZC bình của chúng ta đây là chính là 1 chia cho omega bình C bình chia cho ZC là 1 chia cho omega nhân C, nhân omega là còn 1 chia cho gì thôi? 1 chia cho C thôi. Đấy. Ở đây chúng ta phải trừ đi L1, tức là 1 chia cho omega bình nhân C. Đây chúng ta thấy là cái bộ phận này, chúng ta phá thằng này ra rồi trừ thằng này thì bộ phận này hết này. Đấy, và ở đây chúng ta chỉ còn là bằng bao nhiêu thôi? R bình nhân với C. Đấy, vậy thì rõ ràng cái đồ thị này của chúng ta, cái trục tung này của chúng ta là R bình nhân C này. Đúng không? Đấy, R bình nhân C. Thế mà cái này dễ quá rồi. Chúng ta nhìn vào điểm nào cũng được. Chúng ta nhìn vào cái điểm này đi. Điểm này đi. Đúng không? Đấy, điểm này chúng ta thì đang có delta L, tức là R bình nhân C bằng bao nhiêu? Bằng 5. Đấy, 5 thôi nhé. Nhân với 10 cũng trừ 3. 5 nhân 10 cũng trừ 3. Bằng R bình. R này chúng ta đang bằng 100 này. Đấy, 100 bình phương. Đúng không? Nhân với C. Vậy từ đây chúng ta suy ra C là đáp án gì? C nốt. Được chưa? Số 39. Đó là người ta tiến hành cái thí nghiệm y-ơn về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ, bức sóng lambda 1, lambda 2. Trên màn thì trong khoảng giữa hai vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả là n vị trí, mà mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Đấy. Biết lambda 1 và lambda 2 có giá trị nằm trong khoảng từ 400 cho tới 750 nanomet. N không thể nhận giá trị nào sau đây. Thì cái bài này của chúng ta ấy,
nó rõ ràng là liên quan tới thử là nhiều. Đấy, nên là cái kết quả người ta cho đây là khá nhỏ. Còn cái kết quả này người ta cho chúng ta nhiều ấy, lớn ấy, là cực kỳ khó. Cực kỳ khó làm luôn. Đấy, thế nên là cái bài này chúng ta sẽ nhận xét như sau. N là gì? N, nó chính là, chúng ta sẽ có này, K1 chia cho K2. Luôn bằng lambda 2 chia lambda 1. Trong đó K1, K2 là gì? K1, K2 nó chính là cái vị trí đầu tiên kể từ vân trung tâm mà hai bức xạ này trùng nhau. Tức là cái vân sáng bậc K1 của lambda 1 trùng với vân sáng bậc K2 của lambda 2. Và K1, K2 chúng ta nó luôn bằng lambda 2 chia lambda 1 lấy tối giản. Được chưa nhỉ? Đấy, vậy các bạn hiểu như vậy. Đây vân trung tâm này. Còn đây là vân trùng này. Vân trung tâm chúng ta là một vân trùng. Tại đây thì có vân sáng bậc K1 của lambda 1, vân sáng bậc K2 của lambda 2. Rõ ràng là trong khoảng giữa hai vân sáng trùng nhau liên tiếp thì n vị trí vân sáng của chúng ta ở đây nó chính là K1 trừ 1 cộng với K2 trừ 1. Đúng không? Trong khoảng giữa này của chúng ta sẽ có là n. N người ta nói nó chính là bằng K1 trừ đi 1 cộng K2 trừ đi 1. Tức là K1 cộng K2 trừ đi 2. Đấy, và bây giờ chúng ta đang cần xác định là cái n này. Tức là K1 cộng K2 trừ đi 2 này. Nó không thể nhận giá trị nào. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ đi giải quyết như thế nào? Thì chúng ta nhận thấy rằng là đáp án của chúng ta là nó, n này của chúng ta là nó nhỏ hơn bằng 8. Đúng không? Thế nên ở đây chúng ta chỉ cần thử K1 cộng K2 của chúng ta làm sao thôi. Đáp án của chúng ta là nhỏ hơn bằng 8. Đấy, còn đáp án của bài này mà cho tăng lên là khó đấy. Được chưa? Vậy K1 cộng K2 chúng ta nhỏ hơn bằng 8 thì cộng K2 chúng ta sẽ nhỏ hơn bằng 10. Đấy. Chúng ta chặn luôn cái khoảng tổng của K1 cộng K2 này lại này. Tiếp theo là chúng ta lại nhớ đó là lambda 2, lambda 1 chúng ta nó nằm trong khoảng từ 400 cho tới gì? 750. Thế nên là nó phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Lớn hơn thằng nào? Lambda 2 nhỏ nhất là bao nhiêu? 400. Lớn nhất của lambda 1 là bao nhiêu? 750. Đấy. Nhỏ hơn. Lambda 2 lớn nhất có thể bằng bao nhiêu? 750. Chia cho gì? 400. Đấy, thằng này xấp xỉ bao nhiêu? 400 chia cho 750 bằng 0,53. Đấy, thằng này là bằng bao nhiêu? Xấp xỉ thôi. 750 chia cho 400. 1,875. Thì đấy chính là cái tỷ số K1, K2 của chúng ta nó phải nằm từ 0,53 cho tới 1,875. Đấy, người ta cho. Thế bây giờ chúng ta thử thôi. Thì bây giờ chúng ta liệt kê các phân số này. Bây giờ chúng ta cho K1 mà bằng 1. Thì bây giờ chúng ta thử cho K2. Thỏa mãn thằng này và thỏa mãn thằng này luôn. Thì chúng ta thấy là 1/2 là 1/1 không được rồi này. À xin lỗi, 1/1 này. Hai thằng này trùng nhau không nói làm gì rồi đúng không? 1/2. 1/2 không nằm trong khoảng này. Đúng không? 1/3 không nằm trong. Vậy thì với K1 bằng 1 thì không có thằng nào thỏa mãn cả. Bây giờ K1 chúng ta thử bằng 2. Thì đầu tiên sẽ là 2/1 không nằm trong đây. 2/2 chúng ta loại. Bởi vì lambda 2 lambda 1 bằng nhau không tính đúng không? Rồi chúng ta lấy 2/3. 2/3 bằng bao nhiêu? 2/3 bằng 0,66. Nằm trong khoảng này. Vậy thì 2/3 là ok này. Đấy. Và K1 cộng K2 chúng ta ở đây có bằng 5 thôi, nhỏ hơn 10 rồi nha. 2/ nữa? 2/4 không được. 2/5. 2/5 0,4 không được. 2/6 không được. Nói chung là không được nữa rồi. Tiếp tục là chúng ta thử với K2 của chúng ta K1 của chúng ta bằng 3. 3/1 không được. 3/2 3/2 được. 3/3 không tính. 3/4 không thuộc rồi. Loại đúng không? Tiếp tục đến số 4 này. 3/4 à đâu? 3/2 này, 3/3, 3/4, 3/4 là 0,75 là được chứ. Đúng không? 3/4, 3/5 thì sao? 3/5 0,6 vẫn nằm trong đây, được. 3/5. 3/6 à, không nằm trong đây rồi đúng không? Tiếp tục là chúng ta thử đến số 4. 4/1 không được, 4/2 không được, 4/3, 4/3 được. 4/4 không tính, 4/5 0,8 được.
4 phần 5 là 0,8 được đúng không? 4 phần 6. 4 phần 6 hay sao? 4 phần 6 chính là 2 phần 3 rồi. Đúng không? Không tính. 4 phần 7 là vượt quá không tính rồi. Bây giờ đến 5. 5 phần 1 không được. 5 phần 2 không được. 5 phần 3. 5 chia 3. 5 chia 3 bằng 1, 5 phần 3. 5 phần 4. 5 phần 4. 5 phần 4 là 1,25 được. 5 phần 5 không được. 5 phần 6. 5 chia 6 thì loại rồi. 5 chia 6 thì tổng của 5 và 6 lớn 11 rồi đúng không? Rồi đến 6. 6 phần 1, 6 phần 2, 6 phần 3. 6 phần 4 là 3 phần 2 rồi. Đúng không? 6 phần 5 loại rồi. Vậy thì với đầu số 6 không được. Vậy thì nó chỉ như thế này thôi. Thì với những cái cặp này ấy, thì chúng ta thấy rằng là tổng của K1 cộng K2 của chúng ta là bằng 5. Thế nên N của chúng ta lúc này trừ đi là bằng gì? Bằng 3. Thằng này cũng ra là N bằng 3. Thằng này ra N bằng bao nhiêu? 4 cộng 3 là 7. 7 trừ 3 bằng 5. Thằng này 8 trừ 2 bằng 6. Thằng này 7 trừ 2 bằng 5. Thằng này 9 trừ 2 bằng 7. Thằng này 8 trừ 2 bằng 6. Thằng này 9 trừ 2 bằng 7. Đấy, vậy chúng ta thấy rằng là N1 cộng N2 của chúng ta, K1 cộng K2 của chúng ta mà nhỏ bằng 10 thì N của chúng ta nó chỉ nhận những cái giá trị như thế này thôi. 3 này, 5 này, 6 hoặc 7. 3, 5, 6 hoặc 7. Và không thể nhận giá trị 8 được. Hiểu chưa? Được, thì đó là câu số 39. Bây giờ chúng ta đến với câu số 40. Câu cuối cùng trong đề. Bài bắn một hạt alpha có động năng là 4,01 m vào hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt proton và một hạt nhân xì. Đấy. Phản ứng này thu được năng lượng là 1,21 m không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỷ số tốc độ của hạt proton và tốc độ của hạt nhân xì là 8,5. Lấy khối lượng hạt tính theo số khối của chúng. Bài hỏi chúng ta tính tốc độ hạt nhân xì. Vậy ở đây chúng ta sẽ có phản ứng như sau. Alpha 24 bắn vào hạt nhân nitơ đang đứng yên 7,14. Đấy, thì chúng ta thu được hạt proton 1,1 cộng với hạt nhân xì cân bằng thôi. 9 trừ 1 bằng 8. 18 trừ 1 bằng 17. Được chưa? Vậy thì ở đây người ta cho chúng ta phản ứng này là thu năng lượng. Đúng không? Và bài này liên quan tới động năng. Thế nên chúng ta có là năng lượng phản ứng V kép bằng gì? Trừ 1,21 bằng động năng sau trừ động năng trước, tức là Kp cộng với động K nhé. Trừ đi động năng của các hạt trước phản ứng. Đó là K alpha. K alpha người ta cho rồi này. Bằng 4,01. Đúng không? Đấy, vậy từ đây chúng ta sẽ tính ra được K proton cộng với K xì sẽ là bằng trừ 1,21 cộng với 4,01. Chúng ta ra 2,8 mV đúng không? Đồng thời người ta cho chúng ta lại biết là K proton chia cho K xì. Công thức là 1/2 m v proton bình phương chia cho 1/2 của đây là m proton này. Mx nhân với vx bình phương. Đúng không? Đấy, và đây chúng ta triệt tiêu này đi. M proton thì chúng ta lấy theo số khối. Đây người ta lấy khối lượng các hạt tính theo gì? Số khối bọn chúng. M proton 1 bỏ đi. Vp bình phương chia cho Mx 17 nhân với Vx bình phương. Thế là Vp chia cho Vx người ta cho 8,5. Thế nên đây bằng 8,5 bình phương chia cho 17. Đúng không? Đấy, và chúng ta ra bằng 4,25. Đấy, bài toán mà biết gì? Biết tổng và gì? Và
quan hệ bọn chúng thì chúng ta sẽ tính được KP và KX thôi. Chúng ta cần tính KX đúng không? À, chúng ta có KP là bằng bao nhiêu? 4,25. Vậy chúng ta từ đây suy ra KX gì bằng 2,8 chia cho 4,25 cộng với 1 bằng 8/15 mét. Đấy, và từ đây chúng ta suy ra tốc độ hạt nhân X với X gì? Đấy, sẽ là bằng 3/10 mũ 8 này. Căn bậc 2 của gì? Bằng 2 này nhân với KX tính bằng mép này, đúng không? Chia cho 931,5 nhân với MX. Và đây chúng ta sử dụng công thức này sẽ ra được kết quả, đúng không? Các bạn ấn ra. Xấp xỉ bao nhiêu đây? Căn bậc 2 của 2 này nhân với KX vừa tính ra là bằng 8 chia cho 15 này, chia cho 931,5 chia cho MX của chúng ta 10 mũ 8. Khỉ gì thế? 2 nhân với 8 chia 15, 8 chia 15 chia cho 931,5 chia cho 17 nhân với 3 nhân với 10 mũ 8. Chúng ta ra đây là 2,46 nhân với 10 mũ 6. Xấp xỉ 2,46 nhân 10 mũ 6 mét trên giây. Đáp án ở đây là C đúng không? Đấy thì thầy đã hoàn thành xong cái đề tham khảo mà bộ hôm nay đã công bố cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là những cái câu hỏi vận dụng cao của chúng ta nó cũng tương đối là dài. Đấy, nó tương đối là dài. Còn những cái câu hỏi về cơ bản thì rõ ràng là nó chỉ có vài phép toán mà thôi. Vì vậy nếu như các bạn nào mà nắm chắc kiến thức cơ bản là các bạn đã có thể có được 8 điểm trong tay. Còn muốn điểm cao hơn 8 thì rõ ràng chúng ta phải có những cái sự nỗ lực riêng của bản thân. Đấy, từ đó, từ cái đề tham khảo này các bạn cần rút ra, cần định hướng cái giai đoạn học tập sắp tới của mình như thế nào sao cho nó thật hợp lý. Muốn điểm cao thì dĩ nhiên là chúng ta phải đầu tiên phải chắc kiến thức cơ bản đã, được chưa nhỉ? Rồi sau đó chúng ta mới nâng dần theo cái khả năng mà mình có thể đạt tới. Thì thầy chúc các em là sau cái đề tham khảo này chúng ta sẽ có được một cái tinh thần học tập mới và từ đó có được những cái kết quả cao trong học tập và chúc các em sẽ giành được kết quả cao trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta sắp tới. Xin chào tất cả các em và gặp lại các em ở những cái buổi live stream tiếp theo. Xin chào.